Giếng Rội là địa điểm thực hành nghi lễ rước đất, rước nước trong lễ hội đèn đuổm, là nghi lễ quan trọng của đồng bào Tây ở Phú Lương để cầu xin mẹ đất, mẹ nước phù hợp cho đất đai luôn màu mỡ, cho nguồn nước không bao giờ cạn, giúp người dân trong vùng có đủ đất, đủ nước để sản xuất, làm ăn, để cho cuộc sống quanh năm no đủ. Nước này bắt nguồn nó một dòng mạch ngầm chảy từ trên đỉnh núi xuống đây, nó chảy vòng xuống ở cái hang gió bên trên và các bạn lên đấy. Nó có mùa đông thì nó tỏa hơi nước mà các bạn xem được. Đấy. Vâng. Mùa hè thì nó rất là mát. Vâng. Và cái đấy cũng thế, mùa hè nước rất mát, mùa đông nước rất ấm. Thế hàng năm là cái ngày mùng năm thì là đoàn dẫn đủ lễ vật. Đoàn rước sẽ mang tất cả các cái dụng cụ và có thầy để cũng xin đất xin nước để mang vào đền đuộm. Thế nó cứ ngàn đời nay nó vẫn thế. Nghi lễ này cũng nhằm tưởng nhớ đến Dương Tự Minh, người được coi là Đức Thánh Đuộp hay Cao Sơn Quý Minh vị thủ lĩnh tài ba của phủ Phú Lương xưa. Từ nhỏ ông đã mồ côi cha, phải kiếm sống bằng nghề câu cá để nuôi mẹ già, nên nước có ý nghĩa rất quan trọng. Đồng thời tái hiện việc công chúa Thiều Dung và công chúa Diên Bình không chỉ giúp ông an dân trị quốc mà còn đảm đang hướng dẫn người dân làng đuổm xưa biết làm lúa nước để có cuộc sống ấm no. Người dân trong vùng cho rằng đây là vùng đất thiêng, với núi thông thiên, giếng thông địa. Nước từ giếng rội được coi là nguồn nước thiêng của mạch nguồn núi đuổm có những năm mà cả bản không nào còn nước ở giếng nữa thế à. cái đây cũng hơn hai mươi năm rồi chỉ mỗi cái đây có nước cả bản làng ở đây nước phải ăn Tuy nhiên là tuần dần mùng một, một phải mang lễ vật xuống đấy, mang lễ vật rồi mang các cái đồ xuống để cúng lễ ở đây và hàng ngày thì có người xuống quét dọn à. đấy, cho nó sạch sẽ nó ở trên cái như nào thì đây cũng thế đây là một điểm rồi. trong quần thể thì à. đó nhưng đây là cái nơi rất là thiêng để đất nước được chăm sóc đấy, và bảo vệ di tích đất và nước xin từ giếng rội được chủ tế rước đặt vào trong hậu cung của đền trung nước thiêng được dùng làm lễ tắm bài vị tượng thánh và cho vào bát để thờ nghi thức rước đất rước nước từ giếng rội diễn ra vào ngày mùng năm tháng riêng hàng năm một ngày trước ngày lễ chính của lễ hội đền đụm.